vẻ, học hà, chân thật, hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm người bên cạnh. Khi nóng tính, không tộc tính đâu. Anh với em là bù trừ nhau rồi. Nụ cười là 10 thang thuốc bổ mà. Bây giờ dù cho công việc khó khăn như thế nào thì mình cũng vẫn cười thôi. Em tên là Phạm Văn Mâm, hiện tại là quê em ở Cà Mau và em đang làm việc và sinh sống ở tại Trân Thành, Bình Phước. Công việc của em là làm quản lý bên ép đế giày. Cái tên rất là lạ, tên Mâm, 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 Mâm. Dạ đúng. Đúng không? Mời bạn nữ. Em tên là Ngọc Thảo, sinh năm 1988, hiện tại đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm bán virus. Bán gì? Dạ bán virus. Virus là phần mềm gì virus đó anh. Trời ơi. À hết hồn. Bán ở quận mấy Thảo? Dạ em bán cho tất cả cá nhân hay doanh nghiệp, em đều bán hết. Ai còn virus là cứ bán sạch. Ưu điểm của Thảo virus là gì nè? Ưu điểm của em là vui vẻ, thật thà, chân thật, biết quan tâm người bên cạnh. Còn nhược điểm của em á là ăn ngon, ngủ ngon, không thể kiềm chế được cảm xúc. Em rất là người rất yêu thích âm nhạc, nhưng âm nhạc nó không có duyên với em. Nói chung hay nhún nhẽo hả chị? Ăn ngon, ngủ ngon. Dạ. Thì tại sao cái đó lại liệt vào yêu khuyết điểm? Tại vì em ăn, em thấy em nhỏ nhỏ xinh xinh vậy nhưng em ăn nhiều lắm. Xong mà em ngủ là mỗi lần mà em ngủ mà dù dục em ra tàu điện ngầm em cũng không biết nữa. Ngủ mê. Nhiều cỡ nào, ăn nhiều cỡ nào? 2-3 bát cơm. Mà ăn nhiều mà lớn không nổi. Rồi còn đàn trai bên kia sao nè? Còn em thì ưu điểm của em thì hòa đồng, vui vẻ, cũng biết hát. Còn khuyết điểm của em thì nói chung là hay nóng tính, không cọc tính đâu. Anh với em là bù trừ nhau rồi. Hát bài nghe cho vui cơ mâm. Dạ. Yêu nhau không bao giờ có tội, nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Hay quá em. Dạ hay. Ngọt lắm rồi. Thảo nói một tí xíu về tình trường của mình đi. Tình trường thì em có 2 mối tình. Hay lắm, nói chung là diễn biến rất là hấp dẫn nhưng kết thúc thì lại nhách. Lúc trước là em ở lúc mà thời sinh viên học Đại học Sài Gòn á, thì em nhà trọ của em hai cái dãy nhà trọ đối diện nhau. Cái anh đó anh mới chuyển vào thì em thấy anh học bách khoa, rồi anh đeo kính cận, anh mập mập dễ thương. Bữa em đi học về mà em đi xe mạch tinh, mà xe của em á là nó không có bị chặn sơn gì hết. Cho em liều, cho em tới chỗ tiệm á, nó chú ơi chú bỏ cái sơn xuống giùm con. Ủa chú, ủa kỳ mày, tao sửa xe mà sao mày kêu tao phá xe? Bà cu trai có đầu tư lắm. Dạ, xong rồi em ấy dắt xe vô tới hẻm luôn. Anh thấy rồi, anh định xuống sửa xe cho em rồi. Anh cũng để ý em. Chứ tự nhiên cái dãy phòng trọ của em á, nó nhiệt tình quá. Ủa xe sao vậy? Nó dắt vô mất tiêu. Trời ơi. Nhưng mà cuối cùng là sao chia tay? Dạ, anh về quê xong rồi anh lấy vợ luôn. Nói chung em đau khổ mà quằn quại luôn. Mấy tháng trời em mới quên đó được. Là mối tình thứ nhất. Dạ. Rồi mối tình thứ hai sao? Dạ, mối tình thứ hai là em yêu đơn phương. Rồi anh xong có rồi. Biết không? Dạ không. Tới giờ anh biết chưa? Dạ, bây giờ là anh đã lấy vợ rồi. À, anh cũng chắc chưa biết. Bên đây mấy mối tình? Em thì 2 mối tình anh. Mối tình đầu tiên là được quen bạn gái được 3 năm. Sau đó thì gia đình của bạn gái bảo là nếu mà sau này cưới về có đủ khả năng để lo cho cuộc sống của người con gái không, cũng như là ý định là bên nhà gái người ta chê em là chưa đủ khả năng. Vì đàn gái ta hỏi cũng đúng, đôi khi là người ta thương con gái người ta không biết là lấy chồng cho con gái mình về là chồng nó có lo cho nó đầy đủ hay không. Bên đàn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì không quan trọng ngoại hình, 1m65 trở lên là ok. Ngoại hình em thích những người mà mập mập mũm mĩm á, bụng to á, là thấy tốt bụng, thấy dễ thương. Nên em thích. Ngoài ra thì tính cách vui vẻ, thật thà, chịu thương chịu khó, hiếu thảo với ba mẹ. Quan trọng nhất là phải có ý chí phấn đấu. Để chị qua coi đàn trai sao nè. Dạ. Đàn trai nha. Chào chị. Chào em. Em sinh năm 89 đúng không? Dạ đúng rồi chị. Em hiện tại là Thảo lớn em 1 tuổi. Dạ. Em có quan tâm về vấn đề tuổi tác lắm không? Nói chung là không quan trọng về tuổi tác chị. Chỉ cần biết về chăm lo cho cuộc sống sau này, biết hiếu thảo với cha mẹ. Đơn giản của em là vậy thôi. Em tưởng tượng Thảo bên này như thế nào? Nói chuyện thì cũng dễ thương, dễ mến, dễ gần đó. Em đã chuẩn bị sẵn về kế hoạch về kinh tế, tài chính trong tương lai để có thể bước tới hôn nhân chưa? Nói chung là em có chuẩn bị hết rồi.
là ba mẹ là không có ép buộc là ở chung với ba mẹ. Ừ. Là em cũng đang dự định là mua đất ở Bình Phước. Ừ. Dạ. Hiện tại à, dạ hiện tại em đang làm việc ở Sài Gòn. Ồ. Em ở quận mấy em? À, em làm thì ở quận 10, còn nơi em sinh sống là gần bến xe miền Tây đó anh. Vậy thì yêu xa. Cái đó là chỉ cần lý do thôi chị. Đường xa không quan trọng. Ừ. Em nói đúng. Chỉ cần lý do, chỉ cần một tình yêu để xem. Ô. Dạ em chào anh. À, trời ơi dễ thương. Nhưng mà em có nghĩ khoảng cách nó xa lắm không? À, tại vì em cũng có mấy khách hàng của em ở Bình Phước á. Thì thường thường Bình Phước là đi xe Thành Công chỉ có 2 tiếng thôi. Thấy được. Không mà em nãy anh ngồi kia nghe cái giọng em rất là ấn tượng luôn. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Ràm ràm thôi. Anh này không đến mức ràm ràm đâu. Dạ. Anh muốn không nói luôn vậy đó. Không nói luôn. Nhiều dạ. Khi về em nói nhiều hơn á. Đúng rồi, anh nói gì hết trơn. Dạ. Rất là tình cờ em ghi trong cái bảng là em rất là thích người miền Tây. Chứ ai ngờ lên đây hên quá em gặp đúng anh miền Tây luôn. Thì đó thì em ghi miền Tây người ta mới tìm cho miền Tây đó. Dạ. Chứ em ghi miền Bắc là anh tìm ra miền Bắc. Được, em cô gái rất là vui. À, Thảo hôm nay tới đây em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em, dì, sếp cũ và mấy em, mấy bạn và chị họ. Ờ. Chào khán giả trong trường quay. Chào Nguyễn Linh, chào Nam Thư. Dạ. Cô thấy con rể tương lai mình thế nào? À, thấy cháu cũng hiền, tánh tình cũng được. Hiền quá ha, chỉ có Thảo là nói hơi nhiều đúng không? Cảm ơn gia đình. Mâm đi với ai mâm? À, hôm nay em có đi với ba với mẹ, anh trai với hai người cha. Cũng đại gia đình luôn. Dạ. Cô chú Cà Mau lên hả? Chú nay nhiêu rồi chú? 70. 70 rồi hả? Nãy giờ chú thấy hai nhỏ nói chuyện được không chú? Thì thấy cháu này cũng hợp ý với con tôi. Mà để phần đó mình chọn lựa không thì để cho vợ tôi. Mà thì thấy cháu đó phong đồ cũng được. À, vui vẻ thì đằng này cũng mà chịu. Rất mừng thôi chứ không có gì chân á. Từ ở dưới Cà Mau lên đây đặng chọn con dâu. Dâu út mà cũng không có mừng dâu hay gì. Tùy hai đứa. Do hai đứa con thôi. Rồi cảm ơn đàn trai. Dạ con cảm ơn đàn trai. À, mẹ cũng ở dưới quê có đem một ít bánh lên. Có nhờ ekip á. Thì nãy là ship bánh ở trong. Bánh gì mâm? À, bánh phong lan của mẹ làm. Trời ơi. Dạ cảm ơn con, gia đình cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Bánh mùng lan. Trời đất ơi hay lâu quá. Lâu lắm rồi. Ngồi mới đi mâm. Dạ. Bánh này cô làm hả cô hả? Dạ. Trời ơi đem từ Cà Mau lên đây đó. Thơm quá. Thơm lắm. Nè. Dạ em mời chị. Ủa dạ. Rồi, ủa mình được ăn không? À, tụi con cảm ơn cái tình cảm của gia đình ha. Dạ. 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 Ngon lắm. Tụi con xong tụi con ăn cho nó đã. Dạ. Để hồi mình rủ mọi người ăn. Thôi bây giờ chúng ta phải mở rào để cho họ gặp mặt nhau. Rồi đó mâm. Hôm dạ, nay anh đến chương trình anh. Thì có món quà tặng em. Dạ. Rồi. Con bé bưng con gấu xong không thấy ở đâu luôn. Lý do tại sao em tặng một cái món quà to bự như thế này? À, thì món quà đó thì cũng như em. Ồ, em đang nghĩ em to lớn sao? Chị thấy nó bự hơn em luôn, chị, đúng rồi em chỉ cao hơn thôi. Rồi mời hai bạn mình ngồi xuống nói chuyện đi. Con này để chị giải quyết cho. Em mát. Làm nắm cái lỗ tai nó dữ vậy thôi. Rồi. Ở anh hồi xưa giờ anh có đi Phan Thiết lần nào chưa anh? À chưa em. À Phan Thiết là quê em. Khi nào mà anh đi Phan Thiết là anh gọi em nha, gọi hotline của em nha. Ừ, còn em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh là thật thà dễ thương, à, đúng như người mà em cảm nhận. Anh ơi cái điều gì mà khiến anh luôn mỉm cười? Nụ cười là 10 thang thuốc bổ mà. Bây giờ dù cho công việc khó khăn như thế nào thì mình cũng vẫn cười thôi. Dạ, anh gặp em anh có vui không? Đương nhiên là gặp em thì phải vui rồi. Anh thấy em như thế nào anh? Thì anh cũng thấy em là một người dễ thương, cũng hiền. Là một người gái cũng vui tính, hòa đồng, vui vẻ. Rồi, hai đứa đi bùng binh xong chưa? Rồi bây giờ mình vô thẳng nè. Dạ, thôi em bạn? Thì gặp nhau là một tuần mấy lần? Dạ, một tuần gặp lần là được anh. Tại vì em đi làm từ thứ hai đến sáu, em còn trồng sen đá thứ bảy chủ nhật á, em có bán trên online. Anh có yêu thích cây cảnh hay là cây cối không anh? Nói chung là có. Điều đó thì anh cũng đang mong ước sau này ví dụ lấy vợ thì mua nhà thì cũng trồng một ít cây cảnh. Còn ví dụ là nếu sau này mình hẹn hò với nhau thì thời gian bao lâu thì mình mới tiến tới không nha? À cái này là
Nói chung là tùy anh. Tại vì em thì nói chung là tùy hai đứa mình khi nào mà hợp hay không rồi. Xong rồi thì nói chung là tùy anh. Em run quá, em gặp anh em víu luôn. Thường thường em chưa bao giờ mà nói vấp. Đi làm hay công ty em nói như két gì đó. Tự nhiên lên em không biết sao nữa. Thường thì em thích con trai hay là con gái? Dạ con nào cũng là con anh. Nào em cũng thích. Tại vì ở nhà, ở quê em không biết sao mà toàn là xin biết trai không à. Nên con gái thì em cũng thích nhiều hơn con trai. Anh có hay lên Sài Gòn không? Có em. Anh biết Sài Gòn đẹp nhất là lúc nào không anh? Anh biết không? Sài Gòn đẹp nhất lúc nào ạ? Dạ, Sài Gòn đẹp nhất về đêm. Còn đời anh đẹp nhất là có thêm em vào. Ồ thôi anh còn anh xin nói câu đây. Nếu em là giọt nước mắt trong đôi mắt của anh thì sẽ không bao giờ anh khóc. Trời ơi. Em cảm ơn anh. Em biết múa đúng không? Dạ. Bây giờ anh biết hát cải lương. Mình thử mình kết hợp thử coi. Cổ kim hòa quyện. Thôi. Em bước tới mình lên câu giọng cổ nào cho em nể coi. Anh khoái em hát giọng cổ rồi đó. Chứ em biết múa những bài con nít thôi. Kệ nó. Rồi. Thôi gì để em hát khúc dạ, nhạc để cho anh nha. Em hát anh cổ hát cái hay gì em cũng thích. Nhìn quấy hát rồi, nhìn quấy. Phải, anh đã điên gì mười mấy năm qua. Anh muốn nói với em một lần mà chưa dám nói. Để đến hôm nay không còn gì nữa cả. Khi em dẫm chân lên bồi xó một thiên đường. Dễ thương. Ô, anh hát hay quá. Em mê vọng cổ, mê trời. Chúng anh là thần tượng của em. Trời ơi. Anh cũng cảm ơn em. Dạ. Dễ thương quá à. Trời. Bấm nút chỗ nào chị? Em không biết bấm. Tức là bây giờ nếu mà các bạn cứ cảm xúc muốn bấm thì cứ việc bấm đây, nút đây chị chỉ cho. Dạ. 1, 2, 3. Em có bấm luôn á. Có bấm mà. Vô. Dễ thương. Rồi, nắm tay vô. Vui không, vui không? Dạ, hôm nay em rất là vui. Chắc tối nay về ngủ không được quá anh ơi. Chắc tối nay về em thức cả đêm quá anh. Đâu quá. Thường thường em là biệt danh ăn ngon ngủ ngon. Mà tối nay về em thức là có vấn đề. Xin phép mẹ cho nó. Dì cho xin phép bác với dì cho cháu được không? Đó, nhà gật đầu rồi đó. Thôi. Bàn tay đây anh nắm rồi, anh không hôn bàn tay nữa. Mầm 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 mầm.